Phía đông bắc của ngôi nhà cung Cấn ấy, nếu mà nó bị lỗi ấy, trong nhà đó thì thường xảy ra các vấn đề liên quan đến tâm linh. Kiểu gì thì kiểu trong nhà đó cũng có ít nhất là một người gặp phải các cái vấn đề về tâm linh. Nhẹ thì gặp những cái giấc mơ kỳ quái, nặng thì có thể gặp các cái hiện tượng liên quan đến ma quỷ. Tất nhiên là còn có thể nặng hơn nữa. Xin chào các bác và các bạn. Những video trước thì tôi mới giới thiệu đến các bác cái cách cải tạo vài ngôi nhà ở nông thôn, cũng như là mới thiết kế hướng dẫn các bác một cái thiết kế mới của một cái căn nhà cấp 4. Ở video này tôi giới thiệu đến các bác một căn biệt thự mái Nhật 2 tầng với diện tích xây dựng trên 400 mét vuông. Video này các bác sẽ thấy được cái sự kết hợp giữa kiến trúc và phong thủy là việc không hề đơn giản, nếu không nói là cực khó. Để có được sự tiện nghi về công năng sử dụng theo yêu cầu của chủ nhà và vẫn đảm bảo các yếu tố ngặt nghèo của phong thủy, chắc chắn các bác phải cần một thầy phong thủy có tâm, có tầm và phải kết hợp thật là nhuần nhuyễn với một kiến trúc sư xuất sắc. Không phải ngẫu nhiên, trên các diễn đàn về kiến trúc vẫn thường xuất hiện những bức tranh biếm họa về cuộc chiến thầm lặng giữa giới kiến trúc sư và giới phong thủy. Đó là một cuộc chiến mà bản thân tôi nghĩ là cả nghìn năm nữa thì cũng không có hồi kết. Bởi vì để vừa đẹp và tiện nghi trong kiến trúc, lại vừa đúng tuyệt đối về phong thủy thì gần như là điều không thể làm được. Hôm nay ở video này, tôi sẽ biến cái tưởng chừng như không thể đó thành một tác phẩm hoàn hảo. Và tôi là kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Dũng. Căn biệt thự này thì thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Tôi thiết kế từ đầu năm. Giờ lúc cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Nhà này thì con cái đều đi xa. Một năm thì chỉ tập trung vài lần vào những ngày lễ Tết. Không chỉ là một ngôi nhà báo hiếu, căn biệt thự còn là nơi đoàn tụ của một đại gia đình và những dịp nghỉ lễ dài. Vậy nên yêu cầu của nhà này cần phòng khách và phòng bếp rất là rộng. Khi cần thì có thể chứa tới 10 mâm. 10 mâm là 5-60 người một đại gia đình mà. Tuy nhiên thì cái không gian vẫn phải sang trọng, vẫn phải tiện nghi và vẫn phải hiện đại. Có tất cả là 3 phòng ngủ khép kín trên tổng số 5 phòng ngủ. Đặc biệt phòng thờ phải rộng rãi, phải trang nghiêm và không được đặt cạnh, đặt gần, đặt trên hay đặt dưới nhà vệ sinh. Cửa sổ mở đều 4 mặt. Tất nhiên là cái yêu cầu cuối cùng của chủ nhà đẹp về kiến trúc, đúng về phong thủy. Rất là khoai, công trình rất khoai. Tổng mức đầu tư cho phần xây dựng kiến trúc là khoảng 2 tỷ 2. Phần nội thất khoảng 500 đến 700 triệu. Trước khi đi vào chi tiết ngôi biệt thự này, một lần nữa tôi mong tất cả các bác không liên hệ với tôi để nhờ tư vấn phong thủy. Tôi chỉ làm thiết kế và có áp dụng phong thủy trong tất cả các cái bản thiết kế của tôi. Còn tôi không hành nghề phong thủy. Nếu như các bác nhờ tư vấn xem là ngôi nhà của các bác phong thủy bị sai ở đâu, sửa như thế nào thì thật lòng tôi xin phép được từ chối. Mọi người xem video của tôi thấy hay thì để cho tôi một like và một đăng ký kênh để tiện theo dõi.
các cái video khác hữu ích hơn. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đây là vị trí khu đất xây dựng của căn biệt thự này. Qua khảo sát thì căn biệt thự này nằm ở hướng 45 độ, chính hướng Đông Bắc, chính cấn luôn đấy. Đây là một ngôi làng thuộc xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ. Cái nét màu vàng to đây là nét đi vào sâu trong làng. Nét màu vàng nhỏ là nét đường nội bộ của đại gia đình ngôi nhà này. Bởi vì đây cả một cái cụm này là gồm một đại gia đình của nhà họ. Được chia đất cát được chia cho rất là nhiều con cái. Cái mảnh đất to nhất này là của anh con trai trưởng. Đồng thời sau này là cái nhà này vừa là nhà báo hiếu, tương lai cũng sẽ là nhà tập thể sinh hoạt chung của tất cả mọi người. Hướng 45 độ, phía trước mặt thì là vườn, hai mảnh vườn nhỏ trồng những cái cây to của các nhà hàng xóm. Bên góc bên phải đây thì cũng là một cái mảnh vườn của một cái căn biệt thự rất là to ở góc dưới này. Bây giờ thì đã xây xong rồi. Phía đằng sau thì là nhà của chú của anh con trai trưởng này, tức là em trai của bố anh ấy. Đây thì cũng là nhà của họ hàng ở gần đấy hết cả luôn, loanh quanh hết trong làng mà. Mảnh đất có diện tích gần 300 m², diện tích xây dựng dự kiến khoảng 150-160 m². Hướng Đông Bắc, nhìn qua khảo sát thực tế cũng như là xem ngay trên vệ tinh đây thì chúng ta đều thấy là về loan đầu nhà này không có cái điểm phạm nào cả. Đây là hình dạng khu đất sau khi đã khảo sát lại, thực tế là nó là vuốt đang vuông như này. Hiện trạng khu đất, căn nhà đây là hướng 45 độ bắc chính cấn. Ở đây chừa ra một cái ngõ nhỏ để đi xuống nhà phía đằng sau, đi ra nhà phía đằng sau cũng là nhà của họ hàng. Nói chung ở nông thôn thì mọi người thích những cái căn nhà sân vườn nó liên thông sang nhau, đi sang nhau cho nó thuận tiện, vì tất cả đều là người nhà cả. Tôi có đề xuất là sẽ bỏ bớt một chút đất ở ngoài này và để làm cho cái cổng nó hơi chéo ra để đón khí cho nó tốt hơn. Diện tích của khu đất này đang tạm tính là khoảng 160 m². Đây là toàn bộ hình thế khu đất và hình thế căn nhà. Căn nhà là cái nét màu xanh mình đang tạm tính. Và đây là bảng lập cực 24 sơn hướng. Cung cần 45 độ thuộc cung vượng, cần khô giáo. Tôi cũng chú thích thẳng vào đây rồi. Phía đông cung chấn, giáp mão ất, cung suy. Cung này nếu như mở cửa khí thì bắt buộc phải cần thủy. Tiếp đến cung tốn, thìn tốn tỵ, cũng là cung suy. Cung này nếu như mở cửa khí thì bắt buộc phải có thủy. Đến phương nam cung ly, bính ngọ đinh. Cung này là cung vượng, cần khô giáo. Tiếp tục đến phương tây nam cung suy, cung này cần thủy. Tiếp tục đến cung đoài, cung vượng, cần khô giáo. Tiếp tục đến cung càn, cung vượng, cần khô giáo. Tiếp tục đến cung suy, cung khảm, nhâm tý quý, cần thủy. Ở đây để tôi giải thích thêm một vài điểm. Những cung cần khô giáo sau này sẽ là những cái cung đặt, nếu như có đặt phòng ngủ, đặt giường ngủ thì sẽ dồn tất cả vào những cái cung vượng này. Cung suy thì sẽ đặt cung suy cần thủy,
thì sẽ đặt nhà vệ sinh, đặt bếp ở trong những cái cung suy này. Ở những cái cung suy nếu mở cửa, mở cửa đây sáng thì tôi không nói làm gì, nhưng nếu mở cửa để nạp khí bắt buộc phải có thủy bên ngoài. Đó là mà các biết pháp thủy pháp của phong thủy Đại Nam tôi sẽ áp dụng. Sau khi nghiên cứu kỹ tất cả các cái phương vượng như thế này thì tôi vẽ ra một cái sơ đồ cơ cấu gồm những cái hình chữ nhật rất là đơn giản thôi. Bác nào mà đã từng tự vẽ, tự thiết kế ngôi nhà của mình, tự xây lên rồi, các bác nhìn thấy cái sơ đồ cơ cấu đấy thì các bác sẽ hiểu thôi, nó rất là đơn giản. Đây là sơ đồ cơ cấu với yêu cầu công năng của căn biệt thự trên. Thì các bác thấy là cửa chính đón khí sẽ thuộc cung Cấn và sẽ đón khí Đông Bắc. Cả một cái phòng khách rộng. Ở đây tôi đang giữ trù dài khoảng gần 10 mét, rộng khoảng 5 mét cho phòng khách. Phòng khách rộng gần 50 mét. Trừ tường đi thì cũng còn khoảng 42, 45 mét vuông. Tiếp đến là phòng bếp và ăn. Giữ trù là 47 mét vuông. Bếp ăn và phòng khách nó sẽ liền với nhau, liên thông vào với nhau. Tất nhiên là sẽ có giải pháp chia tách không gian, nhưng chỉ là chia tách không gian về mặt thị giác thôi, chứ không hề chia tách không gian bằng vách hay là bằng tường. Liền với bếp sẽ là khu bếp ướt để phục vụ cho những cái công việc như là làm gà, làm cá sẽ làm ở bên ngoài. Liền vào đó sẽ là vệ sinh. Chỗ này tôi ghi là một chữ vệ sinh thôi, nhưng khả năng sẽ là hai cái vệ sinh. Một cái vệ sinh khép kín cho phòng ngủ này và một cái vệ sinh chung cho toàn bộ cả tầng 1. Bếp ướt. Theo như trong cái sơ đồ cơ cấu này, bếp ướt này nằm ở phương Nam. Tuy nhiên là mình sẽ sử dụng một cái biện pháp gọi là cắt khí. Cắt khí hoàn toàn ở trong phạm vi này, tức là bếp ướt lúc đấy nó nằm ngoài nhà chứ nó không còn nằm ở trong nhà nữa. Tiếp đến phòng ngủ thuộc cung Vượng canh Dậu Tân. Cầu thang thì vừa nằm ở canh Dậu Tân, vừa nằm ở Tuất Càn Hợi, vừa đoài vừa càn. Phòng ngủ này nằm ở cả càn và khảm. Tuy nhiên thì mình sẽ bố trí cho cẩn thận về giường ngủ đặt ở vị trí nằm ở cung Vượng. Hiện nay cái khoang cầu thang này tôi thấy hơi to, có khả năng là tôi sẽ đưa được một cái vệ sinh vào đây. Phía đằng sau của cầu thang. Khi mà đưa một cái vệ sinh ra đằng sau cầu thang thì về bản chất cái cầu thang, cái vệ sinh này cũng thuộc canh Dậu Tân và Tuất Càn Hợi, thì là cung này đặt vệ sinh là sai, không hợp lý với phong thủy. Tuy nhiên thì mình cũng sử dụng một cái biện pháp, đó là cắt khí, như khi tôi sử dụng cái biện pháp ở cái bếp ướt này, ngăn không cho khí từ cái khoang vệ sinh và tắm đấy lan sang các cái không gian khác, mà nó chỉ thông thẳng ra ngoài thôi. Đó là cái hình thức mà tôi sẽ sử dụng cắt khí. Để mà đảm bảo được tất cả các yếu tố về cả về vấn đề về kiến trúc, cả về vấn đề về phong thủy, thì các kiến trúc sư, tốt nhất là các kiến trúc sư phải am hiểu về phong thủy một chút để biết được các cái giải pháp xử lý cho nó hiệu quả. Ví dụ như tôi sẽ sử dụng cái vấn đề về cắt khí trong ngôi nhà này là tương đối nhiều. Khi cắt khí thì đồng nghĩa với cái cung đấy nó sẽ bị khuyết. Nhưng nếu mà cái tỷ lệ khuyết của khung cung đó nó nhỏ, khoảng 20-25% thì có thể chấp nhận được, không ảnh hưởng gì. Đấy, nhưng nếu như cái cung đôi, cái tỷ lệ khuyết đó nó quá là nhiều, nó lên đến trên 50% thì cái cung đó nó sẽ được coi là bị hỏng. Và cái người tương ứng với cung đó
sẽ nói chung là không được phát triển, không được thuận lợi. Tương ứng với đó thì những cái như là danh vọng của phương Nam hay là như là quý nhân của phương Tây Bắc này thì cũng sẽ ít nhiều có ảnh hưởng. Mọi người chú ý cái điểm đó. Sơ đồ cơ cấu của tầng 2 thì bao gồm có 3 phòng ngủ, 2 phòng ngủ 18 m², 1 phòng ngủ 17 m², cầu thang, vệ sinh. Tất nhiên là khu vệ sinh này tôi vẫn cắt khí chứ ở tầng 1 nhé. Ngoài ra thì có sân phơi nằm ở sau nhà. Tôi đang dự tính đây là một cái vệ sinh khép kín. Tuy nhiên là như trong yêu cầu của chủ nhà thì phòng thờ không được đặt gần vệ sinh, cho nên là cái vệ sinh này khả năng phải bỏ bỏ cái vệ sinh này đây, và nó thành cái vệ sinh này khép kín ở đây. Ngoài ra thì ở đây sẽ là một cái vệ sinh nữa chung cho hai phòng ngủ này và chung cho cả phòng sinh hoạt chung và phòng thờ nằm ở tận ngoài này. Cũng nhân tiện cái đường nước của cái vệ sinh này thì sẽ đi ra cấp ra hệ thống giặt sấy, giặt phơi. Ban công, phía dưới ban công thì là sảnh, phòng thờ và phòng sinh hoạt chung. Trên cái sơ đồ cơ cấu này thì tôi đã tách ra nó là hai phòng, nhưng khả năng là khi mà thiết kế lên thì tôi sẽ gộp nó vào. Cái mà tôi định đặt vệ sinh ở đây nó thuộc về đông và đông nam này. Đông về đông nam thì phương này cần thủy, nên là vị trí này sau này tôi sẽ xử lý bằng phương pháp tôi sẽ đặt một cái tiểu cảnh nước tương đối to ở đây để cung cấp thủy cho cả Trấn và Tốn, thủy khí theo Đại Nam. Phong thủy thực chất là thiết kế hoặc là cải tạo môi trường sống phù hợp với trường khí của trái đất và các hành tinh tác động vào căn nhà mà các bạn đang ở. Khi căn nhà đó có môi trường và trường khí tốt thì sẽ tác động lên con người, giúp con người chúng ta sống ở trong những ngôi nhà như thế, thân thể được khỏe mạnh, đầu óc được minh mẫn, sáng suốt. Vậy nên là thông thường mà khi mà chúng ta cải tạo phong thủy, mọi người sẽ thấy là tự nhiên là công việc nó hiệu quả hơn, thuận lợi hơn. Bởi vì do thân thể chúng ta khỏe mạnh hơn, đầu óc minh mẫn hơn nên làm việc nó hiệu quả hơn thôi. Chứ thực chất thì phong thủy không giúp cho con người có thể làm giàu được. Mấu chốt vấn đề ở đây vẫn là nằm ở con người. Thế nên cải tạo phong thủy xong mà vẫn ham chơi, lười làm, lúc đấy muốn giàu thì chắc chỉ có đi đánh Việt Lốt này. Đây là một cái mặt bằng thiết kế sơ bộ sau khi tôi đã làm cơ cấu xong. Đây thì tôi giới thiệu qua. Vừa nãy thì phòng khách tôi dự kiến là 47 mét sau khi trừ tường xây thụt vào hai bên. Đi một chút thì nó chỉ còn 40 mét thôi. Tương tự bếp ăn cũng vậy. Bếp ăn trừ phần tường bao đi, thụt vào cái góc cửa này nữa. Giờ hiện tại cũng chỉ còn 40 mét. Tổng cho cả cái không gian khách bếp này là 80 mét vuông. Có hai phòng ngủ khép kín, một phòng ngủ ở đây và vệ sinh phía sau cầu thang. Một phòng ngủ ở đây, hai phòng ngủ đều 15 mét vuông, vệ sinh phía sau này. Với cái vệ sinh này như vừa nãy tôi có phân tích, vệ sinh ở cùng khôn là ok rồi. Tuy nhiên thì cái vệ sinh ở phía cung đoài và cung càn đây, thì đây là cái phương pháp tôi xử lý cắt khí. Tôi sẽ giới thiệu mọi người cùng xem. Cái vệ sinh này gồm có 4 mét vuông. Vị trí chậu rửa mặt, xí và tắm. Vị trí tắm ở đây, bản thân tôi đã cắt khí một lần về một cái vách kính tắm ở đây.
thoát khí, vách kính tắm này phải cao tới trần. Ngoài ra cái vị trí xí này, tôi làm riêng một cái cửa đi vào cả khu xí và khu vệ sinh ở đây để cắt khí cho ông này. Thành ra sau này nó thực tế trên mặt bằng của phong thủy thì nó sẽ bị khuyết ở góc này. Và sẽ sử dụng một cái quạt thông gió hút mùi liên tục, hút ra ngoài cho cái vệ sinh, cụ vệ sinh này luôn luôn khô ráo, luôn luôn thơm tho, sạch sẽ. Cung càn là cung quan trọng nhất trong một ngôi nhà, cung của người chủ nam. Bất cứ ngôi nhà nào, cung này cũng phải giữ như là giữ vàng ấy. Cung này mà bị lỗi ấy, nhẹ thì ông chủ nhà ông có bồ nhí, nặng thì có khi ông này ông còn bỏ vợ bỏ con đi theo bồ ấy, đi chỗ khác ở, về bệnh tật. Cung này nhẹ thì đau lưng, đau cuộc sống, đầu óc thì như trên mây ấy. Cung này mà bị lỗi nặng thì mang đến toàn những cái căn bệnh hiểm nghèo thôi. Phương án cắt khí thứ hai mà tôi sử dụng, tôi giới thiệu qua ở đây hai cái nhà vệ sinh. Cái nhà vệ sinh phía trên này phục vụ khép kín cho cái phòng ngủ này. Phòng ngủ khép kín, vệ sinh nằm ở mùi khuôn thân là đẹp rồi, không còn vấn đề gì cả. Còn với cái vệ sinh và cái bếp ướt phục vụ cho vệ sinh chung, phục vụ cho tất cả mọi hoạt động trong nhà và cái khu vực bếp ướt ở đây, tôi tạm thời ẩn cái này đi để cho các bạn nhìn thấy. Và tôi cắt khí vào một cái cửa ở đây vì góc này thuộc phương Nam, nếu mà để ướt thì là nó không tốt, ảnh hưởng tới danh vọng, các bệnh mắc phải là về máu, về tim. Thì ở đây là một cái cửa trượt cắt khí. Cửa này phải luôn luôn đóng, chỉ thỉnh thoảng mở ra, đi ra thì phải đóng vào ngay. Phía Nam ở trong ngôi nhà ấy, nó là cung ly, nó là cung danh vọng. Cung đấy mà bị sai, bị lỗi, làm ăn buôn bán không bao giờ khá lên được. Suốt đời là bị mang tai, mang tiếng. Nói chung là nhiều khi bán hàng thật thì cũng bị, nhiều khi bán hàng thật, tư vấn tận tình cũng bị thiên hạ nói là buôn gian bán lận. Bởi vì nó là cung danh vọng mà. Nó mà sai thì hủy hoại hết danh tiếng. Kinh khủng lắm. Nhà đấy mà có hai cô con gái chẳng hạn, thì cô con gái thứ hoặc là cô con dâu thứ, nhà đó rất là khó bảo. Những ngôi nhà mà cái phương Nam đấy nó hỏng ấy, căn bệnh mắc phải thì thường là dính tới bệnh tim này, bệnh mắt này, bệnh máu. Nhìn trên mặt bằng ta thấy vị trí mở cửa phụ thuộc thiền tốn tị, ăn một chút sang chấn. Tuy nhiên là đây là cửa mở tại cung suy, cho nên bắt buộc phải đặt nước ở bên ngoài, đưa thủy khí vào trong nhà. Vấn đề thứ hai, hai cái cửa sổ nhỏ và cao ở vị trí vách tivi ở đây, thì hai cửa sổ này bản chất chỉ là hai cái ô kính để lấy sáng vào trong nhà, không lấy gió. Vì nếu như lấy gió ở đây lại phải đặt tiếp cả hệ thống nước ở ngoài này, như thế thành đặt quá nhiều nước nó không hợp lý với cái cảnh quan xung quanh ngôi nhà. Cho nên là hai cửa này chỉ lấy sáng chứ không lấy gió. Ở mặt tiền phía trước ta có cái cung xỉu cấn dần này, chiếm gần như toàn bộ cái mặt tiền này. Cho nên ta sẽ mở cửa lấy khí, lấy gió vào ở cung xỉu. Và cửa chính nằm ở cấn và dần, nằm ở cấn và dần. Như tôi có phân tích ở các video trước, ở đây ta lắp bộ cửa bốn cánh, nhưng khi sử dụng chỉ sử dụng nhiều nhất là ở hai cánh ở giữa.
còn hai cánh hai bên ngoài cùng rất ít khi mở, cho nên là cái một chút góc ảnh hưởng ở cái góc phía cung chấn này không ảnh hưởng gì cả. Phía đông bắc của ngôi nhà cung cấn ấy, nếu mà nó bị lỗi ấy, trong nhà đó thì thường xảy ra các vấn đề liên quan đến tâm linh. Kiểu gì thì kiểu, trong nhà đó cũng có ít nhất là một người gặp phải các cái vấn đề về tâm linh. Nhẹ thì gặp những cái giấc mơ kỳ quái, nặng thì có thể gặp các cái hiện tượng liên quan đến ma quỷ. Tất nhiên là còn có thể nặng hơn nữa. Tiếp đến, cái cửa sổ của phòng ngủ. Phòng ngủ ở đây hiện nay đang có hai cửa sổ, một cửa sổ thẳng ra bên ngoài, cái ngõ đi chung bên ngoài, và một cửa sổ sẽ mở ra cái vườn nhỏ phía nhâm tý ở đây. Ở đây có hai cửa sổ này. Hai cửa sổ này thì đặc biệt là cái cửa sổ ở phía sau sofa này bắt buộc phải mở cho nó thoáng, không thể không mở được. Vậy nên là ta sẽ đặt một cái hệ thống nước, là cả một cái bức tường nước, bức tranh tường nước ở đằng sau này, thì sẽ rất là đẹp. Khi mở ra thì cái phòng khách này nó tràn ra ngoài, nó view rộng ra đằng sau này sẽ rất là đẹp. Nó vừa là tiểu cảnh, nó vừa mang thủy khí vào trong nhà, nên hai cái cửa này mở ra bình thường, không vấn đề gì. Cửa ở càn là cung vượng, rất là đẹp, để nguyên. Tiếp đến, cái nhà vệ sinh này cắt khí rồi thì thôi không nói nữa. Tiếp đến là cái phòng ngủ này, có hai cái cửa sổ ở đây. Cửa sổ thuộc cung đoài, mở ra thuộc cung suy. À, cửa sổ ở cung đoài là phương vượng, mở ra không vấn đề gì cả. Nãy đón khí, nếu như đón khí thẳng từ đằng trước vào sẽ là khí của cung càn. Khí tây bắc vào thì vẫn là phương vượng, rất là tốt. Tiếp đến cửa sổ này thì có một nửa nằm ở phương 3/4 nằm ở phương vượng cung đoài, 3/4 nằm ở phương suy cung khôn. Thế cho nên là với cái cửa sổ này sẽ nằm ở hai cánh, một cánh gần như đóng chết và một cánh thuộc cung thuộc canh này, sẽ là cánh mở để lấy gió, lấy thoáng. Cái nhà vệ sinh cũng phải có cửa sổ để thông gió. Cửa sổ này thì gọi là cửa sổ, chính xác ra thì nó là một cái giống như lan chớp ấy, thông khí thôi, không vấn đề gì cả. Khí thì vào phương suy, nhưng mà ở đây có nước rồi, đây là nhà vệ sinh rồi thì không sợ. Nói về bố trí nội thất, sau khi bước vào cửa chính, nó gần như là ở đây gần như có một cái đại sảnh, và đẩy sang một bên là cả một cái phòng khách rộng, nó kê được rất là nhiều sofa ghế. Tivi thì treo tivi 65 inch cho đến 75 inch, to đùng ở bên này. Với cái khẩu độ này là 8 mét, chiều dài 8 mét, xem tivi rất là ok. Với tivi 65-75 inch không vấn đề gì cả. Bếp đặt ở tốn, vừa là cung tốn là cung thớ, đồng thời là cung phú quý, lại là phương suy. Nhìn đặt nước bếp tạo ra khí thủy, tạo ra hơi nước rất là nhiều, nên là đặt ở tốn là rất là đẹp. Một bộ bàn ăn, tạm thời tôi đang đặt tạm ở đây là một bộ 10 ghế, có thể ngồi được 12. Ở bức tường nhà vệ sinh này có thể treo được tivi. Cầu thang đi lên tầng 2, đây là cái vế cầu thang đi lên tầng 2. Và bên dưới gầm của cái chiếu này sẽ là một cái tiểu cảnh khô, có thể là cả hòn non bộ. Ok, tiếp đến tầng 2. Đây là tầng 2 của căn biệt thự này. Khi lên tới cầu thang tầng 2 sẽ là một đoạn hành lang. Trên đoạn hành lang này gồm có 3 phòng ngủ, một phòng vệ sinh chung, sân phơi
và đi thẳng sẽ đi ra phòng thờ và phòng sinh hoạt chung. Phòng tại vị trí kê bộ bàn ghế của phòng sinh hoạt chung thì sẽ có ban công văng ra ngoài. Đây là cái ban công hình chữ L. Ở đây thì sẽ có trồng một cái cây. Tiếp đến, ở cái phương vị mà tôi nói là bên trên cái cửa ra vào, cửa phụ ấy, ở đây tôi sẽ đặt một cái tiểu cảnh nước ở đây. Ngôi nhà, phía đông của ngôi nhà là cung trấn ấy. Nếu như mà nó sai ấy, thì cái ông con trai trưởng của nhà đó nhỏ thì gọi là nghịch ngợm, quấy phá, có tiếng ở vùng. Lớn lên thì có khi bố mẹ gọi là ngày này tháng khác chỉ có đi xoay tiền để đi trả nợ cho ông đó thôi. Cái cung trấn bị lỗi nó ảnh hưởng trực tiếp tới người con trai trưởng trong nhà. Bệnh tật nó liên quan đến, nếu như cái cung đấy bị sai thì thường là liên quan đến các cái bệnh về gan, về mật. Mà phía đông nam là cung tốn, bị lỗi, bị sai. Nhà đó mà có con gái ấy, thì cái cô con gái lớn nhất trong nhà đó hoặc là cô con dâu trưởng. Hai cái cô này cực kỳ ngang ngạnh luôn. Cung tốn thì lại là cung phú quý. Nên nhà nào cung tốn mà hỏng thì nói chung là những nhà đấy không thể giàu sang được, không giàu có được. Người trong nhà thì cũng hay mắc các bệnh về gan, về mật như là ở cung trấn thôi. Cung khôn của căn nhà mà bị động khí. Cung khôn là cung tây nam mà bị động khí thì người mẹ, người bà trong nhà đó thì có thể thi nói được với tivi. Suốt ngày cằn nhằn chồng, suốt ngày cằn nhằn con. Chồng con đi ra khỏi nhà có khi cũng phải bắt bước chân nào trước, chân nào sau. Nếu mà gặp bà nào mê tín một tí, có khi đi ỉa cũng bắt xem giờ đấy các bác ạ. Người trong nhà mà cái cung tây nam nó bị hỏng ấy thì thường là mắc các bệnh về ổ bụng như là dạ dày, lá lách. Cung đoài nó mang hành kim, nó lại là cung con cái. Nên cung đoài đúng thì rất là tốt. Cung đoài mà sai ấy, thì con cái và bố mẹ thì thường là không ngồi nói chuyện được với nhau đâu. Nếu không nói là thậm chí là cả bố mẹ nhiều khi cũng không nói chuyện được với nhau, bất đồng quan điểm. Nhẹ thì là như thế, nặng thì có khi còn cãi nhau như mổ bò cả ngày ấy. Nó là hành kim mà. Bệnh tật của cái cung đoài này nó mang lại ấy, thì thường là mắc các cái bệnh về đường hô hấp. Nhà nào mà có ba cô con gái hay là bốn cô con gái ấy, thì nhà này, những cái ngôi nhà mà đấy, nhà nào mà có ba cô con gái trở lên ấy, thì cái cô con gái thứ ba ở cái những cái nhà mà cung đoài nó bị hỏng này này, là cô đấy cô làm cho bố mẹ đau đầu lắm. Tiểu cảnh nước này ngoài cái vấn đề đưa thủy khí vào trong nhà sẽ còn liên quan đến vấn đề nữa là nó là một cái view rất là đẹp ở trong cái phòng sinh hoạt chung này nhìn vào. Phòng sinh hoạt chung nhìn vào, ở đây sẽ là một cái cửa kính. Bên này cũng là cái hệ thống cửa kính. Đây, tiểu cảnh nước. Tiếp đến, lên trên tầng 2 đây thì có một cái bất cập mà mọi người sẽ thấy ngay. Đó là cái cửa hệ cửa sổ to này. Đang nằm ở Thìn Tốn Tị và Bính. Vậy thì giải pháp ở đây sẽ là như thế nào? Giải pháp ở đây
Sẽ kéo rộng cái bộ cửa này to thêm một chút nữa. Tôi sẽ kéo lệch cái bộ cửa này sang bức tường này, chọn vẽ bức tường này. Ok, nhìn lại, sau khi mà tôi điều chỉnh cái bộ cửa này xong, nhìn lại vào đây thì mọi người sẽ thấy, thứ nhất, cái cửa này rất là rộng, và khi đấy là ta sẽ làm cái cửa bốn cánh, có cái đố ở giữa đây. Hai cánh bên cung tốn này sẽ đóng, và khi mở chỉ mở hai cánh ở bên này, vẫn đảm bảo về vấn đề kiến trúc và vẫn đảm bảo về vấn đề về phong thủy. Đây là cửa không mở cung suy, nếu mở cung suy bắt buộc phải có nước. Tiếp đến thì cái cửa sổ của bính ngõ đinh ở đây, thuộc ngõ của cái phòng ngủ này, cũng hoàn toàn hợp lý, không vấn đề gì cả. Điểm nhấn của cái ngôi nhà này ngoài vấn đề về phong thủy ra thì có vấn đề kiến trúc là một vài cái chi tiết tiểu cảnh, ví dụ như cái tiểu cảnh nước ở đây. Ở đây sẽ làm cả một bức tranh nước chảy xuống, chảy trên tường xuống, đón tùy khí. Đây là hệ kính, vách kính trong suốt, rất rất là đẹp. Đối với cái phòng ngủ của cung Tuất Cản Hợi này, nếu như đảo giường sang đây thì sẽ đảo giường vào cái đầu nhà vệ sinh. Ngoài ra thì nếu đảo giường sang đây, cửa đi sẽ mở ở bên này, lúc đấy thì cái giao thông trong này thì nó không thực sự hợp lý lắm. Theo phong thủy Đại Nam của thầy Mạnh thì với tất cả những cái cung nằm là cung vượng ở trong nhà thì đều phải dùng đèn vàng để kích hoạt. Trong đó có cung phương Nam, cung Ly, phương Tây cung Đoài, Tây Bắc cung Càn, Đông Bắc cung Cấn, đều sử dụng đèn vàng để kích hoạt. Ngoài ra cung Ly cũng là cung về học thức. Nếu như muốn kích hoạt thêm về học vấn cho ngôi nhà này thì sẽ cũng có kích hoạt đơn giản, thì kích hoạt bằng bút văn xương, cầu thạch các anh cùng với một cái bóng đèn vàng chiếu 24/24 ở đó để kích hoạt. Bởi vì cái đồ kích hoạt thực chất chúng ta đều phải kiểm tra và đo năng lượng của nó. Đo năng lượng thì không thể cầm cái tầm long lên xong mờ đo xem nó xoay bao nhiêu vòng thì đấy là bấy nhiêu nghìn vô vít nhỉ. Cái đó nó không có con số thực tế, bởi vì con người đều có thể điều khiển được cái tầm long đấy, muốn quay bao nhiêu vòng thì quay. Mà phải có một cái thiết bị đo có con số cụ thể khách quan. Qua ngôi nhà này thì tôi cũng giới thiệu với các bác và các bạn cái phương pháp cắt khí, xử lý về khí trong phong thủy để làm thế nào vẫn có thể hợp lý về phong thủy và cực kỳ tiện ích trong sử dụng. Cho nên là kiến trúc sư vẫn là những người không thể thiếu trong công việc sáng tạo không gian. Cũng với ngôi nhà này, ở video sau tôi sẽ áp tinh bàn của Huyền Không Phi Tinh vào, đồng thời giải thích cho các bác và các bạn thấy được Huyền Không Phi Tinh thì cũng có rất là nhiều những cái điểm tương đồng giống như là phong thủy Đại Nam thôi. Đồng thời tôi cũng sẽ hướng dẫn kích hoạt hay là thu sơn xuất sát ở trên trên Huyền Không Phi Tinh. Mời các bạn và các bác đón xem ở video sau. Mọi người xem video của tôi thấy hay thì để cho tôi một like và một đăng ký kênh để tiện theo dõi các cái video khác hữu ích hơn.
Xin cảm ơn tất cả mọi người.